Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày 8 tháng 5 của báo Hà Tĩnh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 8 tháng 5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông trên diện rộng. Khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi trên 130mm. Sang ngày 9 tháng 5, khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 60mm. Mưa lớn đầu mùa dồn dập dễ gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan. Ngoài dông, lốc, sét, gió giật mạnh, thì người dân sinh sống ở các sườn đồi núi cần đề phòng các hiện tượng lũ quét, sạt lở đất. Sau chuỗi ngày nắng nóng cuối tháng 4, mưa lớn kéo dài sẽ làm phân rã tạm thời các mối liên kết của đất đá, rễ cây, thảm thực vật hoặc nước ngầm, khiến cho các khối địa chất có khả năng bị trượt lở rất cao. Ngoài tăng cường theo dõi diễn biến mưa, thì người dân cần chú ý quan sát. Nếu thấy các dấu hiệu bất thường như nước sông, suối chuyển màu đục, tường nhà, sườn đồi xuất hiện các vết nứt, cây cối nghiêng, mặt đất rung chuyển hay có âm thanh lạ trong lòng đất, thì người dân cần di dời ngay lập tức đến nơi an toàn. Tiếp theo sẽ là những thông tin chi tiết dự báo thời tiết các vùng miền trên cả nước ngày 8 tháng 5. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 22 đến 31 độ C. Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 22 đến 32 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có lúc nắng nhẹ. Phía Nam mây thay đổi, ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24 đến 33 độ C. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi đến ít mây, ngày nắng có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 đến 34 độ C, có nơi trên 35 độ C. Nam Bộ trời ít mây, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 36 độ C, có nơi trên 37 độ C. Trong ngày hôm nay, các khu vực trên cả nước cần tiếp tục đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vào buổi chiều, đặc biệt là khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Vừa rồi là tình hình thời tiết các vùng miền trên cả nước, còn bây giờ chuyển sang thông tin thời tiết các khu vực ở Hà Tĩnh. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào nhẹ và dông vài nơi, ngày có nắng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 đến 29 độ C, độ ẩm trung bình từ 82 đến 87%. Khu vực miền núi phía Tây trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24 đến 29 độ C, độ ẩm trung bình từ 85 đến 90%. Khu vực thành phố Hà Tĩnh mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, có lúc mưa rào nhẹ, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 đến 29 độ C, độ ẩm trung bình từ 85 đến 88%. Ở phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin thời tiết của một số tỉnh, thành phố trên cả nước trong ngày 8 tháng 5.